Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại đường Lê Văn Lương đoạn qua cổng công ty Day và May Hương Yên thuộc phường An Tảo, thành phố Hương Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương nặng. Hiện trường ô tô tải mang biển kiểm soát 34C22770 đi hướng từ thành phố Hưng Yên tới huyện Tiên Lữ đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 89A02308 đang sang đường. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe máy bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, sau tai nạn, người điều khiển xe tải có biểu hiện hoảng sợ và rời khỏi hiện trường. Ngay khi sự việc xảy ra, Công an phường An Tảo và Công an giao thông thành phố Hưng Yên có mặt kịp thời gọi xe cứu thương, đưa người bị nạn đi cấp cứu và phân luồng giao thông tránh ùn tắc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra xác minh để làm rõ.